nhà Quang Hải rộn ràng đón dâu. Khoảng 14 giờ 30 phút, Quang Hải và người thân đã đón cô dâu Chu Thanh Huyền về làm lễ thành hôn ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội bảnh bao trong bộ suit màu xám và sử dụng xe Rolls-Royce Phantom Series 2 trị giá khoảng 16 tỷ đồng để làm phương tiện đón cô dâu Chu Thanh Huyền. Trước đó, xe sang này cũng được Văn Hậu sử dụng trong đám cưới với người đẹp Doãn Hải My. Mẹ Quang Hải tươi cười khi đón con dâu về dinh. Người nhà trai xếp hàng đợi nhà gái trước giờ cử hành hôn lễ. Đám cưới của Quang Hải được tổ chức trên sân bóng gần nhà ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Rạp cưới cưới được trang trí bằng 100% hoa tươi, với tông màu trắng, xanh chủ đạo. Dự kiến có khoảng 1.200 khách tham dự tiệc cưới hôm nay. Gia đình Quang Hải bắt đầu đón khách từ lúc 16 giờ 30 phút. Thực đơn tiệc cưới hôm nay của Quang Hải, Chu Thanh Huyền giống tiệc ngày 27 tháng 3 của nhà gái ở Sơn Tây, vẫn có đặc sản Bắc Bộ là món canh cua đồng, cà pháo. Tuy nhiên, thực đơn thay đổi ở tôm chiên hoàng bào thành tôm chiên hạnh nhân, có thêm món chân gà lai đông tảo chua ngọt, có tráng miệng bưởi da xanh. Bố Quang Hải trò chuyện cùng một vị khách đến sớm. Ngày 6 tháng 4, Quang Hải tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Sự kiện này sẽ có nhiều ngôi sao trong làng bóng đá và showbiz Việt. Trước đó, ngay từ sáng sớm, gia đình nhà trai đã tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Trước khi lên đường sang nhà gái ở Kim Sơn, Sơn Tây, chú rể Quang Hải tranh thủ chụp ảnh cùng bố mẹ, người thân và bạn bè. Khoảng 10 giờ 30 phút, tiền vệ sinh năm 1997 cùng đoàn nhà trai di chuyển tới Sơn Tây để làm lễ gia tiên, xin rước dâu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.